Xin chào các anh yêu thích đồ đẹp của Ambe Shop. Chào mừng các anh quay lại với kênh YouTube của Ambe, bật lửa đẹp. Hôm nay em mang đến cho các anh một cái sản phẩm có mã hàng là LB080, một mẫu đến từ Lubinsky. Mẫu này thì là một chiếc hộp đựng xì gà và bảo quản xì gà luôn các anh nhé. Sản phẩm được kèm tặng theo một cái túi dây rút này, phù hợp cho các anh di chuyển ra ngoài. Một cái hộp xì gà rất là tuyệt vời, giúp các anh đi du lịch, đi picnic. Và điều đặc biệt là cái hộp này nó phù hợp với rất nhiều thời tiết khác nhau, siêu lạnh, siêu nóng gì, mưa nhiều rồi tất cả mọi thứ. Nó phù hợp với cả những anh yêu thích sự phượt hay là hay di chuyển. Một chiếc hộp rất là vừa vặn ở trong lòng bàn tay. Các anh cũng có thể là cầm được cái sản phẩm này rất là thoải mái luôn ở trên tay. Và tất cả những cái phần sản phẩm đều được làm từ nhựa, nhựa cao cấp, nhựa ABS các anh nhé. Cái tính năng của nhựa ABS đó là siêu bền, siêu cứng, siêu mềm, siêu mỏng, siêu chịu nhiệt, siêu nhẹ và cả siêu chống nước nữa, rất kín luôn. Về tất cả những cái đặc tính như vừa rồi em nói về cái nhựa ABS thì các anh cũng đủ hiểu là một cái hộp này nó giúp các anh bảo quản xì gà tốt đến mức độ nào rồi. Điều đầu tiên đó là khả năng chống nước. Cái sản phẩm bên ngoài làm rất là trơn như thế này và cực kỳ kín, các anh quan sát tất cả mọi thứ được rất là kín. Cái bản lề được đưa ra ngoài, tuy là cảm giác nó hơi vướng víu, cái bản lề này đưa ra ngoài như thế này nó cảm giác hơi vướng víu, nhưng mà chính vì nó đưa ra ngoài như vậy thế nên là cái hộp này nó tạo ra cái độ kín 100% các anh nhé, độ kín 100% luôn. Có nghĩa là độ ẩm ở bên trong nó khác hoàn toàn với độ ẩm ở bên ngoài, nên các anh hoàn toàn yên tâm bảo quản tốt một điếu xì gà, và nước cũng không thể vào được theo đường bản lề này. Rất chắc, rất là chắc. Phần khóa gài rất chắc, khóa gài này được làm bằng nhựa và có kim loại đấy. Cái khóa gài này cũng rất là tuyệt vời. Khi mà các anh mở ra như thế này thì nó trở thành là một cái kệ đỡ xì gà. Đó, một cái kệ đỡ xì gà một điếu rất là tuyệt vời, với khay rãnh đỡ một điếu luôn. Đấy, đây là bên trong cái hộp thiết kế dạng khay và khay rãnh đỡ điếu xì gà. Ở trên đây là một cái tấm bọt biển. Cái khay bọt biển này vừa là định hình cho cái điếu xì gà không bị va đập khi mà xô lắc ở trên xe, hoặc là nó cũng là một cái khay để tạo ẩm bằng nước cất luôn. Các anh có thể tạo ẩm bằng nước cất ở đây, các anh có thể bù ẩm bằng nước cất. Cái đồng hồ có thể là đo độ ẩm. Đây, cái đồng hồ các anh quan sát từ bên ngoài giúp cho các anh quan sát được độ ẩm ở bên trong hộp, giúp mình có thể bù ẩm nhanh chóng nếu như mà xì gà bên trong bị khô. Đấy, đây là cái phần bên trong. Cái đồng hồ này hoạt động rất là chính xác, các anh hoàn toàn yên tâm nhé. Cái phần khay rãnh này được nhấc ra như thế này, sức chứa của nó lên đến 10 điếu, sức chứa của nó lên đến 10 điếu. Đó, cái phần khay trên được tách biệt với khay dưới như thế này, giúp cho cái xì gà không bị va đập vào nhau, cũng như là đảm bảo hơn trong quá trình di chuyển. Có thể nói là một cái sự chống sốc tuyệt đối cho xì gà, và các anh hoàn toàn yên tâm. Cái khay rãnh này nó tương thích với lại hầu như các rinh xì gà thông dụng hiện nay, với rinh size từ khoảng 5-6 trở xuống, 5-8 trở xuống. Và với cái độ dài của điếu xì gà rơi vào khoảng 20 phân các anh nhé, 20 phân. Hầu như là tương thích với là các loại xì gà hiện nay rồi, nên là các anh hoàn toàn yên tâm. Cái phần dưới thì cái khay nó sẽ lại ngắn hơn một chút, bởi vì là nó thiết kế thêm cái hai cái khay tạo ẩm nhanh như thế này bằng nước cất. Các anh có thể đổ nước cất vào đây và sử dụng nhé. Đấy, cái phần này thì rất là thông thoáng, và ở phía dưới này cũng được tạo hai cái khay này để bù ẩm bằng nước cất. Đấy, bù ẩm nhanh bằng nước cất rất là tiện luôn, rất là tuyệt vời nếu như mà trời khô nóng, đặc biệt là ở Việt Nam mình thì thời tiết nó rất là hanh khô, rất là khó chịu. Nhưng chính vì vậy là khi mà di chuyển ra ngoài của các anh ấy, nếu thực sự các anh mà yêu thích xì gà thì cái hương vị xì gà nó rất là khó chịu nếu như mà bị khô, hoặc là bị rách, hoặc là bị mùi, hoặc là nói chung là cái thời tiết ở Việt Nam mình rất là khó chịu các anh ạ. Nên là mình sắm một chiếc hộp như thế này nó như một món đồ thời trang luôn. Các anh có thể thấy là đây là một chiếc phụ kiện thời trang rất sang, rất đẹp, rất độc nữa. Đảm bảo là các anh không thể tìm được một cái hộp thời trang nào, cái ví thời trang nào mà sành điệu đến như thế này, mà đẹp như thế này, mà phong cách như thế này. Cái đường cắt bên ngoài được dập khuôn các anh nhé. Tất cả những cái đường dập này được dập khuôn. Chính vì vậy là cái độ nhựa rất là cứng và bền, và cái phần này nó cũng rất là đẹp. Rất là phong cách mạnh mẽ, rất là thể thao luôn. Các anh không thể tìm được một cái phụ kiện thời trang nào như thế này ở một cái shop thời trang nào hết.
chỉ có ở shop phụ kiện xì gà thì các anh có thể tìm được thôi. Đấy. Rất đặc biệt, các anh có thể cầm như một món đồ luôn. Đó. Các anh có thể để trên táp lô của xe hơi. Mỗi khi mình di chuyển ra ngoài thì một cái hộp như này rất là tuyệt vời. Cái màu sắc thì nhà em có 3 màu sắc lựa chọn, đó là vàng, đồng như ở trên clip này, màu bạc và màu đen. Tất cả các màu này đều mang một cái màu ánh kim rất là sang, sáng và tươi mới cũng như là sạch sẽ. Cái phần phủ bên ngoài được phủ bóng nên là các anh có hoàn toàn có thể vệ sinh dễ dàng và không bị bám bụi, nên là các anh hoàn toàn yên tâm, nó cũng không bám vân tay, rất đẹp, rất láng, rất mịn. Và điều đặc biệt nữa là khi mình di chuyển ra ngoài thì điều quan trọng là cái điếu của xì gà của mình, thứ nhất là không bị va đập, không ảnh hưởng đến cấu trúc, không bị rách lá, không bị gãy. Điều thứ hai là nó được bảo quản, được giữ ẩm nên là nó không bị khô, thậm chí là nó có thể ngon hơn bởi vì nó được nuôi dưỡng ở trong này. Thêm nữa là cái xì gà của mình không bị mất mùi, mất vị cũng như là nhiễm những cái mùi vị khác, hoặc là mình cũng không bị khô thường khi mà thưởng thức, cũng như là không bị nhạt mất, không bị khó cháy, không bị khét. Rất là sướng luôn các anh ạ, thưởng thức một điếu xì gà ngon rất là tuyệt vời, và hơn nữa là một món đồ trang trí cho các anh, tạo nên một cái sự đẳng cấp, sự phong cách rất là riêng biệt, không ai có được. Anh nào mà kết cái sản phẩm này vui lòng comment số điện thoại bên dưới video này, Ambe Shop sẽ liên hệ lại giao hàng cho các anh trên toàn quốc, hoặc là các anh có thể truy cập website ambe.vn đặt mua luôn ở trên website để mà tiết kiệm thời gian. Các anh vui lòng gọi cho em theo số điện thoại đang hiển thị ở trên màn hình nhé. Xin cảm ơn các anh rất là nhiều.